Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay bên Tùng Nguyễn Audio có sự cho một bác khách ở Hải Phòng một đôi loa full bass 30 cấu hình bass BM Tep ZZ. Cấu hình full 30 này của Tùng Nguyễn dựng lên, khi dựng lên mà về nghe nhạc thì hát rất là sáng tiếng các bác nhé. Bây giờ em sẽ review sản phẩm của em. Một chiếc thì em đã bắt mặt lưới vào để cho anh em tham quan về cấu hình. Ở đít loa nó sẽ có một cái rốn anh em có thể cắm cọc và 8 cái đế cao su đấy. Còn ở trên trước mặt loa thì ở bên cửa hàng Tùng Nguyên làm cái vỏ 6012 và vỏ DK thì ở trên thị trường không có một loại nào mà giống ở bên cửa hàng luôn. Đó là một sản phẩm mà bên cửa hàng đặt nên vỏ thùng của nó cực kỳ chất lượng. Vỏ thùng lục giác là một phần, còn quan trọng là cái vỏ, cái mặt lưới nữa các bạn. Cái đôi loa nó đắt nhất ở cái mặt lưới rồi cái hậu của cái tay sách. Đây là sản phẩm lưới E-căng. Khi một đôi loa này Tùng Nguyễn dựng lên, nhìn các cái loa của Trung Quốc nó như nào, loa vỏ thùng của em đúng y xì như thế các bác. Linh kiện của trung bên Trung Quốc, thế nên là các bác nhìn này, cái lưới của nó được sơn tĩnh điện, sơn đen mờ. Đấy, sơn đen mờ. Các bác không bao giờ sợ là dùng một vài năm lấy cái móng tay này cạy lên, chóc sơn lên. Đấy, các cái loại mà lưới của Việt Nam nó làm mà các cái linh kiện nó kém nhá. Nếu mà để quay phim lên thì trông nó cũng đen đen, nó bóng bóng kiểu ý. Nhưng nó không sơn tĩnh điện. Các bác dùng một vài năm nhá, chỉ cần lấy cái móng tay mà các cái viên viên này cạy lên là nó đã chóc cả sơn lên. Đấy, bên cửa hàng dựng rất là nhiều các cái cặp loa nên biết chất lượng của vỏ thùng. Nhà em không cần phải bán hàng chợ nhiều. Mình đã chơi các cái loa dựng này là mình đã chơi các cái tầm mà cũng chẳng phải sang, cũng chẳng phải bình thường rồi, mà mình chơi các cái hàng chung chung mà bên em Tùng Nguyễn đã có thể là dựng và tuyển cho anh em với cấu hình mà bát tép và phân dần chất lượng và vỏ thùng chất lượng, thì đôi loa có cái giá thành nó cũng chỉ là bình dân thôi, mà các bác được sử dụng một đôi loa rất là đẹp. Các bác có thể là tham khảo bên cửa hàng các mẫu linh kiện của nhà em và các cái phương thức mà khi em mua bán giao hàng và phương thức bán hàng của em để có thể là tạo được một cái niềm tin để đặt một đôi loa ở bên cửa hàng. Với cấu hình ở đây là tép ZZ từ 120-044, mã tép là ND253. Đấy, côn dây dẹt. Và sản phẩm thứ hai là sản phẩm bát. Dòng sản phẩm bát chính hãng của công ty BM, đó là sản phẩm 8 ohm trên công suất là 350W. Model của sản phẩm là 12AZ-20 made in China. Đít của bát có đôi 46 cái nỗ, để khi đánh công suất lớn nó sẽ tỏa khí tỏa nhiệt ở các cái điểm nỗ này. Từ 170-76 thì nó là phân khúc gia đình. Và đôi loa này bên Tùng Nguyễn đang cung cấp với giá là 4.8 triệu một đôi. Đấy, 4.8 triệu một đôi. Và các bác đến cái vỏ loa này của em, vỏ loa 6012 là vỏ loa cứng ở cửa hàng luôn. Đấy, giới thiệu lốt con bát đã. Chạm nhún của nó là chạm nhún màu vàng, côn 76, màng giấy, gân bại thẩm dầu 2 gân, xương uốn cong. Sản phẩm ốc này như nào ạ? Bình thường các cái ốc này nó là đầu vít đúng không ạ? Thật ra cái nục răng này ấy, nó chỉ là tạo thêm phần loa nó xịn thôi, chứ còn đâu em Tùng Nguyễn đặt các cái vỏ thùng nó quan trọng nhất ở các cái mặt lưới này. Đấy, ví dụ có ốc lục giác có đẹp bằng trời ở bên trong, nhưng cái mặt lưới các bác chỉ cần bị chóc sơn hoặc dỉ nhá, trông con cái vỏ thùng của các bác trông như con ma luôn. Đấy. Và cái quan trọng thứ hai là em, đối với em cái lục giác này em không quan trọng đâu các bác nhé. Đối với em gen lục giác không quan trọng, mà quan trọng nhất là cái vỏ thùng là một, và cái thứ hai là cái ruột ở bên trong. Đấy. Ví dụ như cái vỏ KB052 đây thì nó có thể rẻ hơn được mấy trăm nghìn một đôi vỏ. Đây là dòng sản phẩm full đơn bát 30. Cấu hình mà các bác đang xem ở đây với cái giá 4.5 triệu một đôi. Đấy, 4.5 triệu một đôi. Này, các bác nhìn này, các cái đầu điểm gen của nó thì nó được tạo gen trong, gen chìm ở bên trong, được chốt gen và được tạo bằng máy CNC. Vỏ của bên Tùng Nguyễn là nhập của nhà máy, chứ không phải là vỏ một cơ sở mộc nào làm tư nhân cả. Đấy. Bên trong thùng em dựng với mẫu phân tần là F2A và bên trong được bắn bông. Đấy, bên cửa hàng bắn bông. Mút là mút em đẩy các bác, mút kìa. Các bác nhìn mút là mút của Tùng Nguyễn đẩy, nhưng Tùng Nguyễn có bắn đâu.
Tùng Nguyễn nhập về, ai thích bắn bông thì bắn, ai thích bắn mút thì bắn. Nhưng em lại rất thích bắn bông hơn bắn mút. Đấy, bắn bông nó chỉ cần 2 lớp hoặc đến 3 lớp, đủ dày để tiêu âm, chất lượng tiếng nên cực kỳ hay. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm vỏ thùng, bát, tép, phân tần. Trong một cái đôi loa này có 4 linh kiện. Anh em có nhu cầu rời từng thiết bị, Tùng Nguyễn sẽ xé lẻ từng thiết bị và ship hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và anh em có nhu cầu đến sản phẩm loa dự của em thì có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn. Và hôm nay em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác trong một clip mới nhất nha.